Thảo Nhi xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa. Hôm nay Thảo Nhi đến một nơi mà ở nước Mỹ này, những cái chiếc xe cũ, những cái xe mà bị đụng nó bỏ vô trong một cái khu tập trung, về một cái khu này người ta gọi là gian gia, mà Việt Nam mình người ta còn hay nói là nghĩa địa xe. Chỗ này thì rất là nhiều xe bị đụng hư không còn đi được nữa. Nó giống như những cái chiếc này nè. Rồi xong rồi có những cái cũ hư nhiều quá người ta không sửa được thì người ta cũng cho vào đây. Thì bây giờ mời cô chú anh chị hai chân Thảo Nhi để vô xa xem những cái xe hư hỏng rất nhiều. Vô đây có nhiều loại xe, rồi ví dụ như những cái anh chàng mà làm body shop á, là cái người mà sửa chữa xe, người ta hay vô trong đây, ví dụ người ta cần cái món đồ đó thì người ta vô trong đây người ta tìm cái đời xe đó, coi nó có cái đó có còn work hay không. Nếu mà còn work thực thì người ta lấy tháo, người ta đem về, người ta sẽ thay vô cho những cái chiếc xe mà đang hư, người ta sửa chữa lại để chạy. Vô đây có người lấy cửa sổ. Có người tháo cái cửa sổ ra, cái cửa, cánh cửa nè. Có những người ta tháo những cái đồ ở trong đây á, còn sử dụng được á. Những xe nào mà không có hư nhiều mà bị đụng á, có những cái đó thì người ta lấy về người ta sửa cho những cái chiếc xe khác. Rồi chiếc xe này xình khăm trong đây luôn nè. Quá trời xe luôn. Xe đụng banh hết trơn luôn, các kiểu hư. Đụng banh xác hết rồi. Xe này nước sơn cũng còn tốt luôn á, sáng ngời luôn á, mà đụng banh xác hết trơn. Đụng không còn gì để nói nữa hết rồi. Xe cũ có, xe bị đụng có, hư bỏ đây có, đầy đủ các kiểu xe hết. Nhiều ghê rồi. Hết trời với đất này. Một cái rừng xe luôn á. Một cái rừng xe hư.
xe nó để 5. Bên trong đó có cái nhà nó đang lấy mấy cái phụ tùng ra. Nhiều chưa? Đó, nó đang bên trong này nó đang lấy phụ tùng hay sao? Bên trong này nó lưu lấy cái phụ tùng ra, nó để ai sửa thì nó sửa. Nhiều chưa? Nó trời còn mấy bên kia nữa. Người tới đây lấy cái cửa, có người tới lấy bánh xe, lấy máy móc, lấy này lấy kia. Ta đang tháo bên trong dưới đó rồi, ta đang bò bò dưới đó, người ta tháo rồi ha. Đang tháo cái gì trong xe để người ta lấy về để sửa xe người ta. Cục chú anh chị thấy không? Nó đang bò để nó tháo rồi, nó bò. Quá trời. Nó bỏ cái chiếc xe ở đây. Xong rồi lấy bộ lồng ra, giờ cây nó mọc ở trong xe luôn. Nhiều chưa? Nó thời xe rồi. Ở dưới đây cũng quá trời xe luôn. Trời, có chiếc xe này nó đụng banh xác hết luôn à. Chiếc xe này đụng banh xác hết luôn nè. À. Dẹp lép chiếc xe luôn à. À. Không còn nhìn ra chiếc xe luôn. Thì dân gia là bao nhiêu cái xe vô đây rồi. Các kiểu để đụng xe á. Ba xe nó đụng tan tành xíu ách xe ha.
nó đụng coi nè, lớp nào bị đụng, lớp nào bị tháo ra nữa, tháo ra để nó lấy phụ tùng bên trong á, để nó sửa chữa cho mấy cái chiếc xe khác và nó bán cho mấy cái người mà người ta cần phụ tùng á. Nhiều xe quá trời, hai bãi xe luôn. Nắng quá trời, nay nắng, nắng nóng. Nóng bằng Việt Nam luôn á. Nắng nóng bằng Việt Nam. Thế Nhi xin tạm dừng video. Cũng như xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại video sau. Thế Nhi sẽ cố gắng ra nhiều video.